Minh Hiền xin kính chào các chị và các bạn. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Minh Hiền xin gửi đến các anh chị và các bạn một nhạc phẩm Đoạn Buồn Đêm Mưa mà các anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Rồi, cảm ơn. Thank you.